Bà chào tất cả các cháu. Tối hôm nay bà sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện cổ tích rất hay dạy chúng ta về sự trung thực, lòng kiên nhẫn và sự trừng phạt dành cho những kẻ tham lam, gian xảo. Các cháu cùng lắng nghe nhé! Ngày xưa, ở làng kia có một lão nhà giàu. Lão thuê một anh nông dân nghèo, khỏe mạnh để cày ruộng cho lão. Lão nhà giàu nhiều thóc, nhiều tiền nhưng tính tình lại keo kiệt. Lão rất sợ phải trả tiền công cày cho anh nông dân, vì thế lão suy tính ngày đêm. Cuối cùng thì lão đã nghĩ ra một kế để lừa anh. Lão nhà giàu cho gọi anh nông dân đến và dỗ dành: "Anh chịu khó cày ruộng cho ta trong 3 năm. Hết thời gian đó, ta sẽ cho anh cưới con gái ta." Anh nông dân thật thà tin ngay vào lời của lão và luôn nghĩ là những lời hứa của lão nhà giàu là thật. Hết vụ lúa mùa đến vụ lúa chiêm, không quản nắng mưa, sương gió, anh chăm chỉ cày bừa trên cánh đồng của lão nhà giàu. Mỗi mùa gặt, anh thu về cho lão ta rất nhiều thóc lúa. Nhà lão đã giàu lại càng giàu hơn nữa. Thấm thoát 3 năm đã trôi qua, thời hạn làm thuê của anh nông dân cũng đã hết. Lão nhà giàu không muốn cho anh nông dân nghèo khổ cưới con gái của mình. Lão lại tìm mưu kế để đánh lừa anh. Lão nhà giàu gọi anh đến và bảo: "Con ơi, bấy lâu nay con đã chăm chỉ làm việc, ta sẽ cho con cưới con gái ta. Bây giờ, con phải vào rừng tìm cho được cây tre chăm đốt, đem về đây để làm đũa cho cả làng ăn cỗ cưới." Anh nông dân thật thà, vác dao đi ngay vào rừng để chặt tre. Đợi anh nông dân đi khỏi làng, lão nhà giàu bèn gả con gái lão cho một tên nhà giàu khác ở trong làng. Lão cho giết bò, giết lợn, nấu xôi, mở rượu làm cỗ cưới thật là linh đình. Trong khi lão nhà giàu làm cỗ thì anh nông dân một mình lang thang trong rừng. Anh ngả hết cây tre này đến cây tre khác. Anh cẩn thận đếm từng đốt trên các cây tre nhưng chẳng cây nào có đủ 100 đốt. Vẫn chưa nản lòng, anh lại tìm đến bụi tre già. Anh cố chặt một cây cao nhất, mặc cho gai làm rách cả áo, xước cả da, cây tre đổ xuống. Anh đếm đi, đếm lại vẫn chỉ có hơn 40 đốt. Anh buồn quá, ngồi bên đống tre đốn dở và khóc. Bỗng nhiên anh thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, da rẻ hồng hào khoan thai đi đến. Ông lão hỏi anh: "Làm sao cháu khóc?" Anh lễ phép thưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong ông lão nói: "Cháu hãy đi chặt cho đủ 100 đốt tre mang lại đây, ông sẽ giúp cháu." Anh nông dân mừng quá, liền chặt đủ 100 đốt tre đem đến cho ông lão. Ông lão chỉ tay vào đống tre và bảo anh đọc khắc nhập 3 lần. Lạ thay, anh vừa đọc xong thì 100 đốt tre dính liền lại với nhau thành một cây tre dài 100 đốt. Ông lão căn dặn anh: "Cháu không thể vác cây tre này về nhà được vì nó quá dài cháu ạ. Cháu hãy đọc 3 lần câu khắc xuất, các đốt tre sẽ rời ra như cũ. Cháu hãy bó lại và đem về nhà." Anh nông dân chưa kịp cảm ơn ông lão thì ông lão đã biến mất. Anh đành vác 2 bó tre đi về làng. Về tới nơi, thấy mọi người đang ăn uống vui vẻ, anh nông dân mới biết lão nhà giàu đã lừa dối anh. Anh lẳng lặng để bó tre ngoài sân rồi vào nhà gọi lão nhà giàu ra nhận. Lão nhà giàu không thấy tre, mà chỉ thấy toàn là đốt tre. Lão cười bảo anh: "Tao bảo mày chặt đem về một cây tre có 100 đốt, chứ có bảo mày đem về 100 đốt tre đâu." Chẳng cần trả lời lão, anh lẩm nhẩm đọc khắc nhập 3 lần, tức thì các đốt tre dính liền lại thành cây tre. Lão nhà giàu nhìn thấy lạ quá, bèn chạy lại sờ tay vào cây tre. Anh nông dân thấy vậy đọc luôn khắc nhập,
Lão nhà giàu bị dính ngay vào cây tre, không có cách nào gỡ ra được. Thấy vậy mấy tên nhà giàu khác chạy tới định gỡ cho lão, anh nông dân lại đọc khắc nhập thế là cả bọn lại bị dính hết vào cây tre. Lão nhà giàu ra sức van xin anh, lão hứa sẽ cho anh cưới ngay con gái lão và từ nay về sau không dám bày mưu lừa gạt anh nữa. Lúc bấy giờ anh nông dân mới khoan thai đọc khắc xuất ba lần, tức thì cả bọn nhà giàu rời ra khỏi cây tre. Anh nông dân cưới cô con gái lão nhà giàu làm vợ và hai người sống bên nhau rất hạnh phúc. Câu chuyện bà kể ngày hôm nay đến đây là hết rồi các cháu, hy vọng các cháu sẽ thích nó. Câu chuyện dạy chúng ta về sự trung thực, lòng kiên nhẫn và sự trừng phạt dành cho những kẻ tham lam, gian xảo. Người có lòng tốt và trung thực như khoai cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.